Lười như Riot, ra skin mới cho Vladimir mới chịu sửa lỗi game tồn tại gần 5 năm. Vladimir là tướng khá kén người chơi, gần như hắn chưa từng được coi là con cưng của Riot hay có tên trong các dòng skin phổ biến, đẹp mắt. Tuy nhiên, nếu đã thông thạo thần chết đỏ trong Summoner's Rift thì bạn sẽ khám phá ra rất nhiều lối chơi mạnh mẽ. Với bộ kỹ năng hồi phục siêu mạnh, Vladimir có thể liên tục đổi máu và cấu rìa đối phương, sau đấy hút máu từ lính để tạo lợi thế đi đường. Nhưng cách đây gần 5 năm, Vladimir xuất hiện một lỗi game. Khi kích hoạt chiêu Q truyền máu vào các mục tiêu đã nằm xuống thì kỹ năng này không có tác dụng, không gây đam hay hồi máu nhưng vẫn sẽ tiến vào trạng thái đang hồi chiêu. Điều này làm khá nhiều người yêu thích Vladimir khó chịu và yêu cầu Riot sửa lỗi. Vậy nhưng mãi đến bản 13.7, Riot mới chịu sửa sau khi ra mắt skin Vladimir bội ước. Với việc sửa lỗi này, Vladimir chưa chắc đã nổi lên trong meta, nhưng có lẽ nó sẽ giúp nhiều người yêu thích Vladimir cảm thấy dễ chịu và đem hắn trở lại Summoner's Rift.